Khi ông giao đấu với tên tiểu tử này, hãy chỉ dùng những võ công mà nó không biết. Nè, nó không biết chiêu nào thì ông dùng chiêu đó, nhất định đánh bại được nó hả? Ta thèm vào. Ta là loại vô liêm sỉ như vậy hay sao? Mà đứng đó nhìn cho kỹ. Tất cả đều là Đinh gia bất tam bất tứ quyền. Nè, đây không phải Đinh gia bất tam bất tứ quyền. Ai nói với ông chỉ được dùng Đinh gia bất tam bất tứ quyền? Đinh gia Đinh bất tứ, ta nói ông biết chiêu này tên là gì? Đây là cầm nã pháp của Tuyết Sơn phái, dùng mổ lợn giết chó. Bà nội, bà xem. Tiểu Thúy, tới đảo Bích La rồi. Ông. Bà nội. Nè, Tiểu Thúy. Này. Tiểu Thúy. Bà nội. Tiểu Thúy. Bà nội. Bỏ tay ngươi ra. Tên thì tôi thối nhà ngươi. Xin lỗi nha, ta không phải cố ý đâu. Bà nội, nếu không nhờ có gì đại ca này cứu chúng ta, chúng ta sớm đã chết ở đây rồi. Đi thôi. Sư phụ, thằng Trung Ngọc mấy ngày nay không thấy hắn xuất hiện, chỉ nhìn thấy Đinh Bức Tam và vị cô nương đó lúc nào cũng luyện công. Những thứ khác bọn con không có phát hiện gì. Sư phụ, theo người chúng con cần theo dõi tiếp không? Qua sư muội và hai vị sư huynh đệ đều đang ở Trường Lạc Bang trong tay của Bối Hải Thạch. Chúng ta nhất định phải tìm được Thạch Trung Ngọc. Không chỉ cứu được bọn họ ra ngoài, càng phải vì Tuyết Sơn phái ta trả thù rửa hận. Đó. Bà nội, bà sao rồi? Bà nội, khí sắc của bà tốt nhiều rồi. Tốt quá rồi. Đúng vậy, nội lực ít nhiều đã khôi phục, hơn nửa chân cũng đã có sức. Tiểu tử, dạ. Người vất vả rồi. Bà nội, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Không sao. Vị đại ca huynh thật sự rất cảm kích huynh. Bà nội, chúng ta vẫn chưa biết quý tính đại danh của vị đại ca này, phải xưng hô làm sao đây? Thật sự quá thất lễ rồi. Hả? Không sao mà. Thất lễ rồi. Không có đâu. Thất lễ rồi. Thôi đi, hai đứa các con làm gì vậy? Đây đâu phải lúc bái thiên địa. Hai đứa định cưới lại nhau đến khi nào hả? Tiểu tử, cháu gái ta nó chỉ muốn hỏi người, người tên là gì vậy? Dạ, con... Thiệt sự con không biết con tên gì. Hả? Quỳnh không biết sao? Quỳnh cũng không phải Quỳnh không biết, chỉ là nói ra nghe không có hay lắm. Nghe không hay? Không lẽ còn có tên khó nghe hơn bánh chưng lớn sao? Vậy ta sau này gọi ngươi như vậy luôn được không? Được đó, gọi con là bánh chưng lớn đi. Thằng bé này
Xem ra bánh chưng lớn người cũng thú vị thật đó. À, ngươi nói nội lực ngươi thâm hậu như vậy, sao ngươi không thử học chút võ công? À, bởi vì Đinh Đinh Đăng Đăng chỉ mới dạy con bất tam bất tứ quyền, còn những thứ khác chưa có dạy. Bà nội, bà lúc trước dạy quên ấy võ công, quên ấy không phải học rất nhanh sao? Công lực của bà lúc này vẫn chưa hồi phục, lỡ như Đinh Tứ Gia Gia là đến phá đám chúng ta, không phải rất phiền phức sao? Hay là bà dạy quên ấy thêm vài chiêu đi, quên ấy đánh thắng ông ta bà cũng nở mày nở mặt, bà thấy đúng không? Bà nội, bà sao vậy? A Tú, con có chắc chắn nó không phải tên súc sinh đó không? Bà nội, quân ấy không phải đâu. Bề ngoài dù rất giống nhau, nhưng mà tên nó đâu hiền lành thật thà như quân ấy. Hay, hễ ta nhìn thấy cái mặt của ngươi là bực bội rồi. Ngươi không phải họ Thạch sao? À phải. À không phải, không phải, không phải. Con không phải Thạch Bang chủ. Bọn họ đều nói như vậy nhưng mà thật sự không phải đâu. Trong thiên hạ không có ai tin con hết á. Muội tin. Hả? Có thật không? Muội tin hả? Muội thật sự tin huynh sao? Trong thiên hạ này chỉ có mình muội tin huynh à. Huynh rất tốt. Huynh không hề giống với bọn họ. Đa tạ, đa tạ. À trời, đúng thì là đúng, không đúng thì không đúng. Một nam nhân lại đi cầm tay khuê nữ nhà người ta còn ra thể thống gì nữa. Ê trời, xin lỗi nha, huynh không cố ý đâu, huynh thật sự không cố ý. Huynh đi tìm đồ ăn đây. Bà nội nghiêm túc đi. Vậy bà có cần uống chút nước không? Bà A Tú muội muội. A Tú muội muội, huynh ở bên ngoài vừa tìm được một ít dương mai, hai người mau ăn đi. Dương mai này sao mà ăn được? Tất cả đều bẩn hết rồi. Hả? Vậy huynh đi tìm nước rửa sạch cho muội. Không cần đâu. Con đường trên núi cũng đã bẩn lắm rồi, còn sợ gì chỗ dương mai này bẩn nữa chứ. Đùa huynh đó, đưa cho muội. Ngươi nhìn gì vậy? Bánh chưng lớn. Dạ. Ngươi nhìn cái gì vậy? À, không có. À, bà, trời cũng đã không còn sớm nữa. Con cũng không biết xung quanh đây liệu có xuất hiện thú dữ ăn thịt nào không? Hay là bây giờ con ra bên ngoài á, tìm ít củi, dựng một cái lều, để đêm xuống cũng tiện bảo vệ hai người. Như vậy sao mà được? A Tú, nam nữ thủ thủ bất thân, không lẽ con muốn nó ở trong động cùng chúng ta sao? Con không phải có ý đó. Con chỉ là... A Tú muội muội, muội không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mẹ của huynh á, từ nhỏ đã huấn luyện cho huynh, sóng to gió lớn đến đâu huynh cũng đều trải qua rồi. Khổ chút à, không có gì đâu. À, càng huống hồ bà thân đang trọng thương, chúng ta cũng nên chăm sóc cho bà chứ. Bà nội, con người của huynh ấy rất tốt đúng không? A Tú à, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn. Huống hồ
nó đến tên họ thật sự của mình cũng không nói chúng ta biết. A Tú, con chắc chắn nó không phải tên tiểu tử họ Thạch đó không? Chắc chắn không phải. Bà xem, Quỳnh ấy và tên họ Thạch đó tính cách hoàn toàn khác nhau. Thạch Trung Ngọc rất là giả hoạt. Nếu Quỳnh ấy thật sự muốn lừa chúng ta, chỉ cần nói bừa một cái tên là được. Đằng này Quỳnh ấy rất ngốc nghếch. Con chắc chắn không phải. Sao con lại khẳng định như vậy? Tuy là con không môn tổn nhiều trên giang hồ, nhưng mà con lại rất tinh ý khi nhìn vào mắt người khác. Bà xem, mắt của Quỳnh ấy rất khờ khạo, vừa trung hậu lại thật thà. Cũng giống như bà vậy. Tuy có lúc hung dữ với con, nhưng mà bà có thương con không, con chắc chắn nhìn ra được hết. Con cũng được lắm. Tự nhiên con cảm thấy bà trước đây có phải quá hung dữ với Tứ Gia Gia rồi không? Sao vậy? Con từ lúc nào bắt đầu nói tốt cho ông ta vậy? Con nói tốt cho ông ấy hồi nào đâu chứ. Chỉ là con cảm thấy ông ấy cho dù hy sinh bản thân cũng muốn cứu bà, nhưng bà lại thà chết cũng không cho ông ấy cứu. Ông ấy nhất định rất đau lòng. Con không hiểu đâu. Bà tuyệt đối không thể để ông ấy cứu mình. Nếu để ông ấy trị thương cho bà, nhất định sẽ có sự tiếp xúc trên cơ thể. Sử Tiểu Thúy bà, tuy lúc bà nội con còn trẻ, rất nhiều người theo đuổi, nhưng nếu đã gả cho ông nội con rồi thì không thể làm những chuyện có lỗi với ông nội con. Nếu ông con sau này biết được, ông ấy sẽ rất là đau lòng. Phải rồi, chuyện này con chưa từng nghĩ đến. Cho nên bà của con tuyệt đối không thể cùng ông ta đến cái nơi quỷ quái đảo Bích La gì đó, đúng không? Cũng may lại gặp được tên tiểu tử ngốc này. Con nói xem, thằng bé này tuy nó rất ngốc nghếch, nhưng mà nội lực thì lại rất mạnh. Con nói giúp bà trị thương, bà sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Đúng đó, đúng đó. Con cũng cảm thấy con người Quỳnh ấy rất tốt. Chỉ đáng tiếc Quỳnh ấy chỉ có nội lực mà lại không biết chút võ công nào. Bà, A Tú muội muội. Bà, con lúc nãy bắt được một con vịt trời ở bên ngoài, sau đó con đem nó đi nướng. Nè, hai người mau ăn đi. Thơm quá đi à. A Tú, tiểu tử, ngươi ăn trước đi. Dạ, thôi, con mời hai người ăn, còn thừa để lại cho con ăn cũng được. Nói ngươi ăn thì cứ ăn đi. A Tú, đưa cho nó. Bà, vậy con không có sáo nha. Bà, có phải bà muốn con ăn thử con vịt này trước, xem con có nướng chín chưa đúng không? Bà yên tâm đi, con nướng nhiều lần lắm rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. A Tú, con ăn đi. Đây nè. Bà nội, bà ăn trước đi. Trời, không nhận thơm quá. Hmm.